cháu bị viêm thanh quản mãn tính, cháu không nói được nhiều, cũng không phải là khản tiếng. Cứ hát một bài hát đến đoạn cao trào thì lại không thể cất tiếng được. Thưa bác sĩ, bệnh này của cháu nên phẫu thuật hay là uống thuốc ạ? Vâng, xin chào bạn. Và theo thông tin của bạn, tức là bạn bị viêm thanh quản mãn tính. Thế và bạn cũng chính vì viêm thanh quản mãn tính nên bạn cũng không nói được nhiều. Và đặc biệt nữa là khi bạn hát ý, thì đến những cái giọng cao thì là bạn sẽ không thể là phát được ra tiếng. Vì chúng ta biết là cái thanh quản nó đóng vai trò rất quan trọng. Thanh quản nó gồm những cái dây thanh âm. Dây thanh âm là những cái nếp gấp của niêm mạc. Và bình thường cái dây thanh âm thì nó phải thanh, phải mảnh và nó phải đóng mở cỡ phối hợp rất là nhịp nhàng và đóng khít. Thế trong trường hợp mà viêm thanh quản mãn tính thì nó làm cho cái dây thanh âm của chúng ta nó mất đi độ mềm mại, cái độ rung nó sẽ kém hơn. Và đặc biệt nữa là cái độ đóng mở của hai cái dây thanh âm khép lại nó không được kín. Nên chính vì vậy mà ở cái giai đoạn cao trào là cái giai đoạn mà bạn cần phải điều chỉnh cái dây thanh âm này để cho nó hợp lý thì chúng ta lại không làm được. Có thể dây thanh âm nó bị sơ và nó sẽ không có độ rung tốt nữa này. Và đặc biệt nữa là nó không khép được kín nên hơi nó bị thoát ra và làm cho cái khi lên cao là bạn sẽ không thể cất được tiếng. Thì trong những trường hợp này thì bạn cũng nên lên khám để mà sẽ được điều trị. Thì phương pháp điều trị có thể phương pháp điều trị nội khoa bảo tồn. Thế còn trong những cái trường hợp mà bạn có những cái tổn thương thực thể như là những các cái u sơ dây thanh âm này, rồi là những cái polyp này hoặc là những cái u nang, tất cả những cái đó thì chúng ta cũng cần phải có phẫu thuật. Nên chính vì vậy mà bạn nên đi khám ở chuyên khoa tai mũi họng và được các bác sĩ sẽ cho điều trị. Nếu chúng ta điều trị nội khoa mà có hiệu quả tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể, còn không thì chúng ta sẽ có các bác sĩ sẽ có chỉ định khi có những cái tổn thương thực thể bạn nhé. Và